Dạ. Dạ, cảm ơn tất cả các quý vị và nhất là các bạn và bạn hữu của tôi, các bạn học và các bạn làm chung sở với tôi hồi xưa, nhất ông xã tôi. Vâng, chúng tôi là và các bạn học quân của OCS, bạn của ông xã tôi là đi học ở bên Mỹ và anh Trịnh Xuân Tùng, anh Châu từ San Jose lên, chị Liên Đạt là từ Sacramento xuống và có anh chị Thanh Cang cũng từ xa xôi, rất là xa xôi đến. Vâng, vâng, cảm ơn tất cả các bạn hiểu, vâng, và đã bỏ thì giờ hôm nay để đến chung vui với chúng tôi và nhân dịp là mừng sinh nhật và cũng là để tiệc hội ngộ với tất cả các bạn cũng gần tới mùa Giáng sinh tới. Vâng, thành thử ra lâu lắm qua cái mùa đại dịch này chúng ta mới có dịp gặp lại và còn được vui vẻ với nhau như tới ngày hôm nay là thật là một khích lệ vô cùng to lớn với chúng tôi. Dạ, yeah. Quên cả cảm ơn cả Hảo nữa, cũng bỏ thì giờ từ bên tiệc qua mà chạy qua bên đây để giúp vui với tụi này. Dạ, yeah. Vâng, xin thành thật cảm ơn tất cả. Happy birthday. Cảm ơn anh chị. Dĩ nhiên là chúng tôi thể theo lời yêu cầu của chị nói là dĩ nhiên là chương trình hôm nay rất là đặc biệt, thành ra quý vị